nói với cái người mà làm giúp đỡ ở văn phòng ấy là đừng làm phiền, đừng làm phiền, không không phải làm cái gì cho tôi cả. Thế thế và cái nữa là rất ít di chuyển bằng taxi mà luôn luôn di chuyển bằng xe ôm. Thế thì cái lý do mà di chuyển bằng xe ôm mà lại bởi vì là bác ấy biết rằng cái cậu xe ôm đấy theo bác ấy là một cái người nó rất là trung thực. Theo bác ấy là trung thực, cái thứ hai nữa là cái người mà có khó khăn. Thế cho nên mỗi lần bác ấy đến thì bao giờ bác gọi đúng cái anh xe ôm đấy. Và cái tiền mà bác ấy trả ấy, thì nó không phải là tiền để trả cho một người xe ôm. Mà có thể cái tiền trả thì gần như tương đương với một cái tiền taxi. Nhưng mà những cái cử chỉ đấy ấy, thì có thể nói là nó, bác ấy gọi là đấy là những cái dự án nhỏ. Hay là bác ấy nhận nuôi hoặc là nhận cung cấp cho một số những các cái cháu để mà nó có thể ăn học và vượt khó khăn. Đấy, hay là cái trường hợp mà bác ấy giúp cho cái trung tâm nghị Sống. lực sống, như là trường hợp bác ấy kêu gọi mọi người giúp đỡ cho Lệ Chi ấy, để mà chữa cho máu trắng, hoặc là trăn trở để mà giúp được ở mức cao nhất cho những cái trung tâm này. Thì chị nghĩ rằng cái đấy là đúng là những cái con người của bác ấy, đúng không em? Ừ, thì đấy thì kiểu như là chị nghĩ rằng cái gì, chị nghĩ cái gì thì chị nói cái đấy thế. Và đấy là Thì chuẩn đấy chị, mình đi về đúng hướng đấy. ừ. Và bạn tay nó sẽ lấy được nhiều. Tây nó thích những cái nó như mình ấy, Ừ. theo kiểu nó. Và thứ ba ngày hôm nay chúng ta cùng làm một bộ phim tài liệu nói về ông Paul Trân Văn Thình, vừa là đại sứ của EU bên cạnh WTO tại Geneva Thụy Sĩ trong rất là nhiều năm. Vậy thì về mặt cá nhân của quan hệ với bà với ông Trân Văn Thình thì bà có thể kể một chút là cái thời điểm đầu tiên khi mà bà gặp gỡ ông Trân Văn Thình là vào thời điểm nào, lúc đó bà đang cương vị gì và đâu là những cái cảm nhận về mặt cá nhân đầu tiên của bà đối với ông Trân Văn Thình? Vâng. Tôi nghe nói về ông Trần Văn Thình mà thường xuyên tôi cứ hay gọi là bác Thình, thì tôi xin phép được trong cái phỏng vấn này gọi là bác Thình cho nó dễ, là rất lâu rồi, từ từ những cái năm tôi bắt đầu đi làm, tức là từ năm 1974. Thế thế nhưng mà cái lần đầu tiên tôi được gặp bác Thình đó là năm 2004, khi mà tôi bắt đầu làm đại sứ của ta tại Brussels. Và sau cái thời gian rất ngắn, sau một vài tháng đến Brussels, thì tôi cầm điện thoại tôi gọi để xin xin gặp bác Thình. Bởi vì ai cũng khuyên tôi rằng là một trong những người đầu tiên mà nên gặp là ông Paul Trần Văn Thình. Thế thì cái cảm giác đầu tiên của tôi khi mà tôi nghe điện bắt đầu cầm điện thoại thì tôi hơi ngại ngùng, bởi vì thấy một con người mà có một cái bề dày kinh nghiệm như vậy, mình đã đọc bao nhiêu sách viết về rồi, và đã được đọc bao nhiêu bài báo viết về bác ấy rồi. Thế thì câu đầu tiên là bác ấy lại nói với tôi bằng tiếng Việt là ai cho cô số điện thoại của tôi nhỉ, và thế thì chúng ta cô tôi mời cô đến nhà ăn cơm nhé. Thế và khoảng độ 2 tuần sau thì chúng tôi có một cái buổi gặp gỡ trực tiếp đầu tiên. Thế thì khi tôi đến ấy, thì tôi chào bác ấy bằng tiếng Việt là cháu chào bác ạ. Thì ngay lập tức tôi thấy khuôn mặt của bác ấy thay đổi rất là rõ rõ ràng, và bác ấy ôm hôn rất là chặt. Sau đó thì bác ấy quay lại nói với vợ bằng tiếng Pháp là cô ấy chào tôi, bà gọi tôi bằng tông tông, mà tông tông tiếng Pháp có nghĩa là như chú hoặc là bác của tiếng Việt, rất là thân tình. Và cái sau đó thì chúng tôi bắt đầu ăn cơm, mà ăn cơm Việt Nam do bác Thình nấu. Thế và vợ thì chỉ có thể làm món dessert thôi, chứ còn toàn bộ các cái món ăn ở trong một cái bữa cơm thân tình mà bác hay mời khách là bao giờ cũng là bác Thình đứng ra chủ đạo. Và cái cảm giác của tôi ấy là một cái cảm giác nó về, có thể nói là đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi mà gặp bác Thình. Bởi vì là tại sao lại có thể bình dị như vậy, chân thành như vậy và cởi mở như vậy trong cái buổi gặp đầu tiên. Nói về con người của bác Trần Văn Thình ấy, thì trong WTO thì bản thân những người mà có thể là của EU, có thể là của các đối tác khác thì đánh giá rất là cao vai trò của bác Trần Văn Thình với tư cách là một nhà đàm phán, với tư cách là một nhà ngoại giao rất là hiệu quả của EU trong lĩnh vực thương mại. Và người ta lý giải rằng là sở dĩ ông Trần Văn Thình có được cái vị trí đó tại một cái đại diện cho một cái khu vực thương mại lớn như vậy và trong suốt từng đó năm, chứng tỏ là ông phải có một sức mạnh ghê gớm. Sức mạnh đó nó sự có sự kết hợp giữa một cái sự cương quyết của một người phương Tây, được đào tạo tại phương Tây, rất nhiều năm làm việc tại phương Tây, đồng thời lại có cái sự mềm dẻo của một người Việt Nam. Vậy thì bà có đồng ý với nhận xét này không? Tôi hoàn toàn chia sẻ cái nhận xét này, và tôi cho rằng những người nào mà đưa ra được cái nhận xét này là những người rất là tinh tế,
và có thể nói là những người đầy kinh nghiệm trong những cái quan hệ đối ngoại, hoặc là những người đầy kinh nghiệm trong các cuộc thương lượng. Bởi vì đúng là trong suốt cái quãng thời gian mà tôi làm đại sứ ở Liên minh châu Âu ấy, thì cái mà chúng tôi hay dùng cái từ tức là biết hóa giải vấn đề của Bắc Thịnh có thể nói là góp phần rất là nhiều vào những cái thành công trong một số trong cái việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Nếu mà có thể quay lại những cái kỷ niệm mà tôi đã có, thì là những cái năm đầu tiên mà chúng ta bắt đầu thương lượng với Liên minh châu Âu để có tiến hành một cái hiệp định khung, tức là từ năm 91 cho đến năm 95 thì chúng ta bắt đầu kết thúc cái hiệp định khung đầu tiên. Trong suốt cả cái quãng thời gian đó thì chúng tôi nhớ rằng là Bắc Thịnh có rất là nhiều lời khuyên, có rất là nhiều cái kinh nghiệm để mà nói, bởi vì cái thời đó là cái thời chúng ta gần như chưa bắt đầu thương lượng nhiều những cái hiệp định khung với các đối tác bên ngoài. Cho nên là với cái mà cái nguyên tắc là quá cố gắng là lắng nghe, cố gắng có thiện chí thì sẽ đi đến kết quả. Và vấn đề là lợi ích của hai bên, chứ vấn đề không phải là ai chiến thắng hoặc là ai được nhiều trong một cái cuộc thương lượng như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng đã có được cái hiệp định khung đầu tiên trong cái quan hệ với Liên minh châu Âu. Thế và sau đó đấy thì tiếp sau, và có thể nói cho đến tận bây giờ, Bắc Thịnh vẫn cứ đau đáu một cái nỗi mà nó xuất phát từ cái điều bác ấy nói là Việt Nam là cái đất nước mà tôi đã được sinh ra. Thế nhưng mà châu Âu và nước Pháp là cái nơi mà đã làm cho tôi trưởng thành. Thế cho nên là có thể nói là bác luôn luôn là làm sao cố gắng để mà trong mọi những cái vấn đề, nếu như nó có khúc mắc, nếu như nó có một cái vấn đề mà cần phải tìm ra một cái giải pháp để thúc đẩy hơn nữa cái quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, thì tôi nghĩ rằng những cái lời khuyên nó mang tính vĩ mô, mang tính chiến lược, nhưng mà nó lại ẩn đại trong đó, nó lại mang cái tính sâu xa là vì lợi ích của cả hai bên thì thường thường là thành công. Và cái ngôi nhà nhỏ của bác ý ở trong cái căn hộ nhỏ của bác đó ở giữa thủ đô Brussels ý, là cái nơi mà thường xuyên tổ chức, bác tự tay mình đứng ra, như tôi nói luôn luôn là người tự đứng ra nấu cơm, tự đứng ra làm các món ăn, mà phần lớn là các món ăn một nửa là của Việt Nam và một nửa là của châu Âu. Bao giờ cũng có món cơm của Việt Nam làm, và cái món ragu của châu Âu chẳng hạn, hay là món curry nhưng mà lại làm theo kiểu châu Âu, và món dessert thì lại là do vợ người Pháp làm. Thì trong tất cả những cái buổi tiếp xúc đó đấy, thì bao giờ cũng là những cái buổi gặp gỡ với các quan chức cao cấp của Liên minh châu Âu, với những cái tổng vụ mà mang cái tính chất là quyết định về những cái vấn đề mà cần phải thương lượng giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu. Và ngoài ra đấy cũng là cái nơi mà gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc của rất là của một vài những cái vị nguyên thủ, cựu nguyên thủ của châu Âu hoặc là của các cái tổ chức tài chính thế giới lớn. Vâng. À, vậy thì qua từ đó năm quen biết bác Trần Văn Thịnh, cả với cách công việc lẫn cá nhân, thì bạn nhận xét như thế nào về tình yêu của ông Trần Văn Thịnh đối với Việt Nam? Có lẽ là cái tình yêu của bác Thịnh dành cho Việt Nam là càng ngày nó càng đầy lên, càng ngày nó càng nhiều lên, bởi vì theo năm tháng, và có thể nói là cũng theo năm tháng, với cái sự tiếp xúc, với cái sự đi lại càng ngày càng nhiều ở Việt Nam ấy, thì cái tiếng Việt của bác ấy càng ngày càng khá hơn rất là nhiều. Và bác ấy rất là tự hào về cái điều đấy. Có thể nói là bác rất tự hào với các bạn châu Âu của bác, là nhiều khi là bác ấy đứng ra phiên dịch cho các bạn, cho các bạn bè của mình ở châu Âu. Thì có thể nói tình yêu là nó càng ngày nó càng đầy lên, nó càng nhiều lên, và nó lại thể hiện qua những cái mà nó rất là đặc biệt. Tức là ngoài những cái mà như chúng ta đã biết về cái đóng góp lớn trong các cái vĩ mô, trong những cái đàm phán, trong cái thương lượng, thì có thể nói là bác thường xuyên hay tâm sự với chúng tôi là như thế này, là cái quỹ thời gian của tôi còn ít lắm. Cho nên là tôi bây giờ có thể là gạt bớt đi những cái dự án lớn và tiến hành những cái dự án nhỏ. Thì cái dự án nhỏ đối với bác ấy là cái gì? Dự án nhỏ là bác ấy nghĩ rằng ở nơi nào mà bác ấy có thể có ích trực tiếp nhất, có thể làm được nhiều nhất thì bác sẽ làm.
Cho nên là một trong những cái đó là cái viện hợp tác châu Âu, châu Á mà bác ấy làm chủ tịch danh dự đã được thành lập ở Việt Nam. Thế và cũng đã có rất là nhiều các cái hoạt động mà nó là tên tắt của nó là accession, đã có rất là nhiều các cái hoạt động nhân đạo cũng như là bây giờ đang tiến hành những cái dự án trong cái lĩnh vực môi trường. Thế nhưng mà đấy là những cái nó là lớn, nhưng mà những cái mà nó cụ thể, ví dụ như đối với lại trung tâm nghị lực sống là nơi mà bao gồm tất cả những cái các cái cháu tàn tật, nhưng mà các cái cháu tàn tật này là có một cái sự vươn lên mãnh liệt, và các cháu không phải vì mình tàn tật mà không làm gì, chỉ nhận cái quà tặng thôi mà, hoặc là cái lòng thương của người khác, mà cái chính cái điều đấy đã làm cho bác Thỉnh bác ấy rất là xúc động. Và bác ấy dành tâm sức rất là nhiều để giúp đỡ những cái cháu này, từ những cái rất là cụ thể trong sinh hoạt hàng ngày của các cháu, đến cái việc cố gắng cho các cháu có những cái laptop nhỏ, những cái phương tiện làm việc, hay là cố gắng làm sao giới thiệu cho cái trung tâm nó ra thật là nhiều nơi. Thế rồi thì là nếu tôi rất là nhớ rất là nhiều về cái cảm động rất là cái việc mà bác ấy đứng ra liên tục trong một cái thời gian phải đến một nửa năm để mà kêu gọi tài trợ cho Lệ Chi, là một cái cháu mà sống ở trong cái trung tâm đó, và cháu về sau bị bệnh máu trắng và tất nhiên là cũng không cứu được nữa. Thế nhưng mà cái tấm lòng của bác ấy, cũng như là cái lo lắng hay là của bác ấy để mà giúp được Lệ Chi cho đến chống chọi cái bệnh máu trắng đến phút cuối cùng ấy, thì là luôn luôn để lại cho tôi ấn tượng về một cái con người mà cái tình thương đối với người ta, đối với người đồng cùng là người Việt Nam, rất là gọi như là rất là nó rất là sâu sắc mà nó sâu đậm. Thế hay là bác ấy đến Việt Nam ấy, thì chúng tôi có một cái văn phòng ở đấy cho bác, nhưng gần như không bao giờ bác làm phiền cái người giúp việc cả. Bao giờ cũng thế, bác cũng nói với cái người vừa phụ trách cái văn phòng và vừa giúp đỡ ở trong văn phòng ấy là cô không phải lo lắng cho tôi biết tự làm mọi việc. Thế và cứ sáng sớm là bác ngủ dậy là bác đi ra ngay đầu phố, cái văn phòng ấy ở phố Nguyễn Đình Chiểu, thì bác ấy bao giờ cái đầu tiên bác đến bác bảo thế ở đây có hàng bán xôi không, thế là phải chỉ cho bác ấy. Thế là bác ấy sẽ đi tìm ở cái chỗ nào đấy là nó có một cái hàng bán xôi, từ cái chỗ giá rẻ thì 1.000 thôi. Thế đến lúc mà giá đắt thì bây giờ 2.000, và đến bây giờ thì chắc là phải mua 5.000 tiền xôi thì là mới đủ một suất buổi sáng. Thế và di chuyển ở Hà Nội này thì gần như không bao giờ bác ấy dùng taxi. Và bác ấy có luôn luôn có một cái chú xe ôm. Thế cái chú xe ôm này thì bác ấy nói rằng là bác ấy biết chú xe ôm ấy bởi vì rất nhiều lần bác ấy đến Việt Nam. Trước đây là luôn luôn hay ở mấy cái phố nhỏ ở trên trung tâm ấy. Thế thì bác ấy gặp được cái chú này và bác ấy bảo đây là một người trung thực nhưng mà rất là khó khăn. Cho nên là nếu mà mỗi lần tôi đến ấy, thì tôi cứ đi xe của anh ấy thì tôi sẽ giúp được anh ấy. Thế và bác ấy cũng vận động những cái người mà đi cùng với bác ấy là nên sử dụng xe ôm, bởi vì những người đi xe ôm mới là những người rất là khó khăn. Và chắc chắn là cái tiền mà bác ấy gửi cho người xe ôm ấy nó không phải là cái tiền để giả cho một cuốc xe ôm mà là giả cho một cái cao. Nhưng mà bác ấy rất hài lòng về những chuyện ấy. Và tôi nghĩ rằng thông minh, bình dị, hài hước nhưng mà lại rất là tình người. Có thể đấy là mấy cái từ mà chúng tôi nghĩ về bác Thỉnh.